Kính AR có thể làm mờ môi trường trong thế giới thực của bạn. Metaverse đã ở đây trong một thời gian dài, nó không được tốt cho lắm. Thuật ngữ, một khái niệm tổng hợp tất cả các không gian ảo được kết nối với nhau, đã nổi lên trong giới mộ điệu văn hóa kể từ khi Facebook đổi tên thành Meta. Một khi chỉ đơn giản là lĩnh vực của game thủ và các ứng dụng thương mại thích hợp, một thực tế mở rộng chủ đạo dường như không thể tránh khỏi. Vấn đề trước mắt của tương lai này, cho dù bạn đang hào hứng, lo lắng hay khác, là phần cứng thực tế mở rộng EXA hiện tại chưa sẵn sàng cho Metaverse. Dù sao thì không dành cho người tiêu dùng bình thường. Những chiếc tai nghe cần thiết quá đắt, quá cồng kềnh, hoặc đơn giản là không đủ tốt. Magic Leap 2, mà tôi đã thử nghiệm gần đây trong một cuộc trình diễn ngắn gọn, cũng chưa sẵn sàng cho người tiêu dùng phổ thông. Mặc dù tai nghe đã sẵn sàng ra mắt công chúng vào cuối năm nay, nhưng bạn sẽ không phát hiện ra mọi người đeo nó để ăn trưa và chụp ảnh 3 chiều về món bánh mì nướng bơ của họ. Nhưng Chúa giúp tất cả chúng ta, tương lai đó có thể không còn xa. Magic Leap 2 làm mờ ranh giới giữa AR và VR một cách lôi cuốn bằng phần cứng, tạo nên một trường hợp tốt hơn cho Metaverse hơn bất kỳ thiết bị đơn lẻ nào mà tôi đã sử dụng cho đến nay. Có lẽ quan trọng hơn, Magic Leap 2 là lần đầu tiên tôi sử dụng thiết bị XR và nghĩ rằng đây là thứ mà tôi thực sự muốn sử dụng. So với đối thủ cạnh tranh, HoloLens 2 là đối thủ rõ ràng nhất của nó. Nó có cảm giác giống như một bằng chứng về khái niệm mà giống như một công cụ thực tế hơn. Giám đốc điều hành của Magic Leap, Peggy Johnson, rất quan tâm đến tính thực tế. Gia nhập công ty vào cuối năm 2020 sau khi Magic Leap 1 ra mắt người tiêu dùng sớm và gây xôn xao, Johnson đã giúp xây trục công ty tập trung hẹp vào các ứng dụng doanh nghiệp được xác định rõ. Johnson cho biết Magic Leap đã phân vùng vào 4 ngành: chăm sóc sức khỏe, sản xuất, quốc phòng và khu vực công. Cô ấy nói rằng đây là những lĩnh vực đã nhận ra lý do tại sao của chúng tôi khi tương tác với AR. Chúng cũng yêu cầu ít nơi cư trú hơn. Các bác sĩ phẫu thuật và binh lính đã quen với việc đội những thiết bị cồng kềnh trên đầu. Bất chấp những lời bàn tán xung quanh các thiết bị Metaverse và XR ngay bây giờ, Johnson đã tránh bán quá nhiều khả năng của Magic Leap 2 và vẫn tập trung hoàn toàn vào các ứng dụng hiện tại và dự kiến của nó. Phần lớn, Johnson để thiết bị tự nói: bạn sẽ phải tha thứ cho lối chơi chữ của tôi, nhưng chiếc tai nghe đã tạo ra hai bước nhảy vọt đáng kể về công nghệ, khiến bạn cảm thấy hơi giống như một phép thuật. Bạn cũng sẽ phải chịu đựng tôi khi tôi cố gắng diễn đạt những thứ không thể dễ dàng chụp ảnh được. Bước nhảy vọt đầu tiên là một trường nhìn khổng lồ, ít nhất là theo tiêu chuẩn AR. Nếu bạn chưa sử dụng tai nghe AR trước đây, điều này có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng hầu hết chúng đều có trường nhìn chiếu FOV hoàn toàn nhỏ. Chúng ta đang nói nhỏ hơn nhiều so với một tai nghe VR thông thường, chưa nói đến thị lực đầy đủ của bạn. Đây là một bài tập nhỏ dành cho bạn. Cong ngón trỏ của bạn vào ngón cái, để lại một khoảng hở bằng kích thước của một đồng xu. Nhìn qua lỗ đó để có ấn tượng sơ bộ về FOV trên HoloLens 2 của Microsoft và Magic Leap 1. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.